Trên cơ sở hạ tầng số phát triển đồng bộ, Thái Nguyên đã hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống ở cả 3 cấp, cung cấp tích hợp 100% thủ tục hành chính toàn trình, gồm 760 thủ tục lên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có trên 4 triệu văn bản điện tử được trao đổi giữa các đơn vị trên hệ thống, ước tính tiết kiệm khoảng hơn 15 tỷ đồng, hơn 300 cuộc họp trực tuyến đã được thực hiện. Tôi vị đơn cử chính quyền số đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc là cán bộ công chức viên chức tiếp cận cái nội dung liên quan đến chuyển đổi số và từ đó phục vụ người dân doanh nghiệp được tốt hơn được nhanh hơn được thông thoáng hơn và cái việc thông qua chuyển đổi số thì người dân cũng giám sát cái quá trình lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức hiện của cán bộ đảng viên trên toàn địa bàn trong công cuộc chuyển đổi số tại Thái Nguyên thì kinh tế số là một trong những điểm sáng với nhiều thành tựu nổi bật. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn tỉnh đạt trên 15 tỷ đô la Mỹ với 324 doanh nghiệp số đang hoạt động hiệu quả, gần 190.000 hộ sản xuất được tạo tài khoản với 1,9 nghìn sản phẩm nông nghiệp được chào bán trên sàn thương mại điện tử. Và chỉ sau hơn một năm triển khai, 107 mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt đã được triển khai trên toàn địa bàn tỉnh. Giúp cho các hợp tác xã đi lên từ cái nông nghiệp mà đến cái chuyển đổi số bà con cũng có thể nắm bắt được. Thế rồi là với những cái quy mô làm sản xuất từ công nghệ thủ công mà đến đến công nghệ cao phát triển. Giao cho các doanh nghiệp và các đơn vị có nền tảng có trách nhiệm phối hợp với các ban quản lý chợ để hướng dẫn đầu tiên ấy là hướng dẫn được các tiểu thương thực hiện được đầy đủ cung cấp một cách tiện lợi nhất khi mà mình có cái hàng hóa bán ra thế rồi bà con nhân dân khi mà đi chợ đi mua sắm những cái sản phẩm những cái vật phẩm nhỏ ở chợ truyền thống thôi thì cũng đều thanh toán được và dần dần ấy thì là sẽ tin dùng về phát triển đô thị thông minh Thái Nguyên tiếp tục triển khai thí điểm IOC của tỉnh và các thành phố trực thuộc thành phố Thái Nguyên hiện đang triển khai dự án xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh và để hiện thực hóa việc này, thành phố Thái Nguyên đang xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở. Sẽ tham mưu ủy ban dân thành phố xây dựng nền tảng cung cấp dịch vụ công di động kết hợp với các mạng xã hội, nền tảng phân tích tổng hợp dữ liệu, tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện chuyển đổi số của thành phố. Sau hơn 2 năm, Thái Nguyên tiếp tục có những bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số. Những kết quả đạt được cũng là điều kiện để Thái Nguyên tiếp tục phân đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, như phát triển cấp quang băng rộng đến 100% các xóm, phủ sóng 5G tại 100% các khu trung tâm hành chính cấp xã và tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 70%. Đồng thời, Thái Nguyên sẽ tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số kinh tế số và xã hội số